Xin chào tất cả mọi người, yeah, mọi người cùng trở lại với kênh bé Tôm TV. Vâng, đây là bé Tôm ạ. Và đây là bé Súp ạ. Bé Súp đang chơi một trên chiếc xe Súp ạ. Xe Súp rất là đẹp. Vừa với ngày hôm qua chúng tôi đã mua. Và bây giờ chúng tôi sẽ ăn cái món xúc xích mới. Xúc xích Thượng Hạ. Yeah. Sao mỗi người một cái không? Nhà bị cái xúc xích gì nhỉ? Con cắm ngang ra cho nó chắc. Nhỏ. Đây em cầm đấy. Bố ơi, nó cay không đó? Không. Yeah. Xin mời tất cả mọi người nha. Ba cái liền luôn. Có mỗi em bé Tôm TV không ăn được. Đúng rồi. Ngon không? Ngon liền. Rất ngon. Rất ngon các bạn ơi. Với là tớ đang vừa nãy tớ vừa ăn một quả chín. Yes. Tiếp tục. Cạch. Yeah. Ôi giời, mẹ ăn sắp hết rồi. Đúng 10 cái. Tôi gào lên. Tương đương là 7 nghìn cái. Rất ngon. Nóng à? Mà không phải nóng. Nó là ăn càng ngon, đúng không? Có lẽ em rất ngon, tôi nóng quá tôi cởi em ra. Tôi quẹt vào mặt mũi rồi. Không có một biểu hiện gì mà vừa ăn xúc xích vừa ăn bánh bao luôn. Wow. Rất ngon các bạn ạ. Chóng mặn quá. Hai bữa qua chúng tôi ăn gần hết cái đĩa ăn hết cái đĩa xúc xích này. Xương nhỏ. Nhưng mà xương ra khoảng vòng xương nhỏ. Xương cực kỳ nhỏ các bạn ơi. Yeah. Cay quá. Ngon. Ngon lắm các bạn. Trời ơi. Tôi giới thiệu cho xong rồi anh xin đi. Bạn đang còn chờ cái lít của tớ. Bé Súp ăn nhân của bánh bao luôn, không thèm ăn những bánh bao. Rất ngon. 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 Con ăn 2 cái rồi con ăn 3 cái. Rồi, ăn muốn ăn bao nhiêu ăn hết rồi nhá. Tiếp nào bác ăn đây, ăn nào. Ngon lắm. Cả mình bao nhá. Cái gì nó đỏ đỏ anh bố? Tương ớt. Trái. Trái. Thôi, bên này bên cuối nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.
Có lúc của chúng ta.